không trì giới có thật sự tự do không? Những người có tà kiến nói, đừng thọ giới, anh thọ giới để làm gì? Tại sao lấy cái giới để quản chế mình? Không thọ giới thì quá tự do, anh cần phải thọ giới sao? Quý vị cho rằng không thọ giới là tự do, nhưng cũng rất dễ rơi vào địa ngục. Vậy chân thực tự do của quý vị là rất dễ xuống địa ngục. Nếu quý vị trì giới, thì có giới bảo hộ quý vị, có giới tướng, giới pháp, giới tánh hỗ trợ quý vị, và quý vị không dễ rơi vào địa ngục. Dù có đọa địa ngục, cũng sẽ rất nhanh thoát ra. Quý vị thích tự tại, không trì giới, sau này đọa địa ngục không biết đến khi nào mới được ra. Điều đó không ai có thể bảo đảm. Mặt khác, nếu quý vị đã thọ trì giới, thì thời gian trong địa ngục của quý vị có thể rút ngắn. Giống như khi một người phạm tội lớn bị cảnh sát bắt, nếu tội phạm từng là cận vệ hay người phục vụ tổng thống, thì tổng thống có thể viết công hàm ra lệnh thả tội phạm đó. Tội phạm đó rất nhanh được thả ra. Nếu không có mối quan hệ như vậy, có thể rất lâu vẫn chưa được thả ra và cũng không biết giam đến bao giờ. Tương tự như vậy, có giới luật bảo hộ quý vị, nó có thể rút ngắn thời gian dài thọ tội của quý vị, còn lại rất ngắn. Do đó, đừng có khôn ngoan và nói, không thọ trì giới là tốt nhất. Quý vị thọ giới, đây là điều tốt nhất. Để tôi nói cho quý vị biết, chúng sinh thọ giới Phật là nhập Phật địa. Chúng sinh đã thọ giới Phật là đã vào địa vị Phật. Do đó, đừng chê bai hay phỉ báng giới luật của Đức Phật.